Diệu Nhi hiện tại hồi phục tốt, hai bé luôn được chăm sóc điều trị chu đáo tại Bệnh viện Di động thành phố. Đến nay tình hình hồi phục hậu phẫu thuật khá khả quan. 9 ngày sau mổ, Diệu Nhi đã được cai máy thở. Trước Nhi yếu hơn nên cai sau em gái 1 tuần. Đặc biệt các vết thương tách rời vùng bụng chậu và tầng sinh môn hậu môn tạm đã khô ráo ổn định. Phổi hai bé đã khỏe, mọi cơ quan bộ phận phải tách rời, phân chia tái tạo như ruột, đại tràng, xương, hồi phục nhanh dần. Các bé hoàn toàn tự hít thở khí trời. Mỗi ngày các bé ăn đều tự ăn từ 6 đến 8 cửa sữa, từ 100 đến 120ml mà không cần bố mẹ hay điều dưỡng đút bón. Phần chân bó bột toàn phần sau mổ đã được tháo dần, khung ngang cố định giữa hai chân đã thu hẹp vào thêm 4cm khi các bé, hai chị em và đầu lớn vẫn chơi đùa vui vẻ. Dự kiến 5 tuần tới tháo phần bột, các bé được tập tâm lý trị liệu và đi. Trước khi và Diệu Nhi có thể tự ngồi dậy chơi, nhún nhảy theo nhạc, rất lanh lẹ và hiếu động. Ngày 15 tháng 7, hai cuộc đời mới hoàn toàn độc lập chính thức được bắt đầu. Bố mẹ hai bé đã khóc òa trong niềm hạnh phúc khi đón con ngoài phòng mổ.